Sau chuỗi ngày nắng nóng thì bắt đầu từ hôm nay, mùng 6 tháng 6, thời tiết miền Bắc sẽ bắt đầu chuyển xấu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông sẽ duy trì trong cả tuần này, kèm theo có nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay mùng 6 tháng 6, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn mưa lớn kèm theo dông sét và gió mạnh. Mưa bắt đầu tại các tỉnh miền núi và Trung Du, sau đó mở rộng xuống đồng bằng. Lượng mưa phổ biến trong ngày hôm nay dao động từ 40 đến 90mm, có nơi trên 120mm. Mùng 6 thì đi, chúng tôi nhận định là cái phần Bắc Bộ nó sẽ có lại một cái rãnh thấp giống như cái đợt mưa mà rãnh của ngày 21 đến 25 tháng 5 vừa qua. Cũng lại một cái rãnh thấp gây mưa ở cái phần Bắc Bộ và cái đợt mưa này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 11, 12 tháng 6. Và chúng tôi cũng đánh giá là cái đợt mưa sắp tới ấy, từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 6 là có khả năng sẽ gây mưa vừa mưa to. Và cái khu vực trọng tâm mưa vẫn là khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Và cái khu vực này là trong thời gian vừa qua đã có mưa rất lớn nên là cái khả năng xảy ra cái lũ quét, trượt lở đất và sụt lún là cũng rất cao trong thời gian tới. Mưa trên diện rộng khiến nhiệt độ những ngày tới ở Bắc Bộ giảm hạ xuống ngưỡng 27 đến 32 độ C, giảm từ 4 đến 6 độ so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong cái quá trình dài của tháng 6, chúng tôi nhận định là cái phần Bắc Bộ sẽ còn nhiều ngày có cái mưa và cái thời gian mưa dông về chiều và tối nó vẫn còn khả năng xuất hiện. Nên là cái khả năng xảy ra những cái đợt mưa như ngày mùng 29 tháng 5, mùng 1 tháng 6 ở Hà Nội là hoàn toàn có khả năng xảy ra trong những cái thời gian của tháng 6 và thậm chí là tháng 7 sắp tới. Trong cái tháng 5 thì nhiệt độ của Bắc Bộ chúng tôi đánh giá là nó thấp hơn trung bình từ 1 đến 2 độ. Và trong cái tháng 6 này chúng tôi dự báo là cái nhiệt độ nó thấp hơn từ 0,5 đến khoảng 1 độ, tức là nó vẫn thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nên là cái nắng nóng trong cái tháng 6 thì nó cũng xuất hiện, nhưng mà nó sẽ không gay gắt như những năm vừa qua. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, địa phương sẵn sàng triển khai biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.